Người hôm nay ngày 8 tháng 3 mình có một số cây phôi khai thác hàng núi rừng giao lưu đến mọi người. Đa dạng nhiều loại cây. Đầu tiên là lô số 1, giá cả lô là 450 bao ship, lô rất là nhiều phôi. Cây phôi hàng mini, cây sơn liễu. Cây sơn trà. Phôi chiều xuân. Phôi sơn trà. Phôi sơn liễu. Phôi sơn liễu. Phôi sơn liễu. Phôi trắc dây. Cây mini dáng độ cá lũa. Cây rất là hay. Và phôi trắc dây. Giá cả lô là 450 bao ship. Lô phôi mã số 1. Lô phôi mã số 2. Những cây phôi trắc dây. Giá cả lô là 400 bao ship. Phôi này lũa rất là to. Cây vẫn còn một chút mầm sống, dành cho anh em có gu chơi lũa. Lũa trắc thì rất là chắc. Cây vẫn còn một chút mầm sống. Lô 4 phôi trắc. Giá cả lô là 400 bao ship. Rất là mềm. Phôi này vẫn còn mầm sống. Cây rất là hay. Lô trắc mã số 2. Giá 400 bao ship. Phôi trắc mã số 3. Phôi rất là to. Phần lũa. Phôi trắc số 3, giá 400 bao ship. Những chốt mầm sống, chốt rất là nhỏ. Phôi trắc mã số 3, giá 400 bao ship. Phôi trắc mã số 4, lô bao gồm 2 cây, giá cả lô là 350 bao ship. Lô phôi trắc mã số 4 bao gồm 2 cây, giá 350 bao ship. Lô phôi mã số 5 bao gồm 1 phôi bạch mai, 1 phôi hồng mai và 1 phôi sơn liễu. Phôi bạch mai, cây bạch mai rừng hay gọi là cây thành ngạnh. Cây này cao 65, hoành tầm 30. Phôi sơn liễu cao tầm 60. Và một phôi hồng mai. Giá cả lô là 300 bao ship. Lô phôi mã số 5. Phôi trắc mã số 6. Giá 350 bao ship. Cây này cao 60. Hoàn thân tầm 35. Điểm chốt đã có điểm lũa, chứng tỏ cây rất là già. Giá 350 bao ship. Phôi trắc mã số 6. Phôi bạch mai rừng mã số 7. Giá 450 bao ship. Phôi rất là to. Hoàn thân tầm 45. Chiều cao 70. Phôi bạch mai rừng mã số 7. Giá 450 bao ship. Và phôi số 8, phôi cuối cùng là phôi cánh bướm. Cây này lá có hình cánh bướm.
Dạ 450 bao ship. Cái này còn gọi là cây dây bướm hoặc là cánh bướm. Cây rất là hay. Giá 450 bao ship. Mình xin kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ 098 1950 182. Đây là số Zalo của mình.